chỉnh hoặc là kỹ năng lập thẻ của trường đại học Trường Cao có tài nhẹ nổi, trong đó có phần mức tổ tình mưu cố tạng tình tự khám nhìn chờ rõ nghe đó. Điểm thứ hai là bài này là thể hiện của cái bài khám hỏi cái nào ăn cái gì của bộ đầu thì em phải nói là tôi biết là anh như là không biết hơn không mình đi thì bài này thì bây giờ mình có nhiều cái điểm làm việc rồi cái người thân người nhà mình sẽ tạo tên nào nhiều cái gì cách mười người khác người đó vậy còn gì đó cách gần ba bốn người đó tên nào nhiều khác mình thật ra là câu hỏi của ngày hôm nay là lấy lúc thực ra từ đường từ bốn người ta có còn đi khám bệnh không hay là người ta đi làm cái gì nữa tôi sẽ xét nghiệm thì đương nhiên nó càng ngày tốt, càng ngày nó càng hay ho, nó càng xét nghiệm tinh tế hơn, nó sẽ giúp đến người bác sĩ rất là nhiều, nhưng mà câu hỏi rất nhiều, mình còn dùng cái trình chào bỏ nghe để mà cho nên không? Đúng. Thì đây là đúng là bài báo đăng trên cái tờ báo Mỹ Đứng trên đưa lên trên không tin. Tất cả đi chơi mấy lần. Nó khẳng định là tâm trạng có vai trò. Ví dụ như là mình chỉ cần khám tâm trạng thôi thì có thể trong đó viêm phổi hoặc là do dùng phổi nghe như thế nào, kèm phổi nghe như thế nào cũng là được đặc biệt. Thế thì mình khẳng định với nhau một điểm là chỉ cần hỏi để khám cho các bạn có sự đi đầy đủ hết tình tuyệt vời khám thành công. Các bạn có một bệnh nhân đang học về, các bạn nhớ có đi đâu ký nửa tiếng sau thì bệnh nhân có tới hai ba bác sĩ và các phụ của cô đau ký bệnh nhân là hỏi là vì nó đang còn kèm nửa tiếng sau ký nó khổ quá nó mệt nó bị tiêu chảy não nên là thay vì mình gửi nó đi đâu mình thấy có kia mình nghe khỏi mình thấy còn kèm đều hay hơn phạm vi đối xứng mình hỏi bệnh sử nó có thuốc lá nhỏ nó có nghe mình chẩn đoán nghe mình cho thuốc chưa cần không nên là những chuyện là không phải là cần tới sản được rồi các bạn được CD các bạn thậm chí là CD nhiều khi các bạn thấy bệnh của mình trẻ đặc biệt là ăn nổ nghe thì cái hình này tôi dạy cho các bạn hôm nay tôi sẽ chiếu lại và năm sau thì các bạn học IBA các bạn có thể đàn ông tóc thì như vậy thì mỗi cái nó đều có ưu khuyết điểm của nó. Phải nói là tâm trạng hơn, nó rất là tâm trạng hơn được. Còn tâm trạng thì cũng có những cái rất là quan trọng với một cái khu ưu điểm 1, 1.5cm thể nằm tâm trạng hơn được, nó khác luôn. Nhưng mà một khu 4-5cm thì có thể khác được. Thành ra là độ nhạy của tâm trạng thì đi cao hơn, tâm trạng đó cũng là tốt hơn. Cái quan trọng nhất là cái tâm trạng thế đối với tâm trạng này để cho các bạn biết phần bộ điểm sẽ còn hồng tuy nhiên là có nhiều cái các trọng lượng với nhau người bị trọng lượng tính thì do tâm trạng sẽ đuổi đi đâu có làm ngay cái phòng mà chưa đông mình phải xếp lên cái đâu thể ngay cái trường bình thường nhưng mà tôi thì cái chọn có thể là cái trường này rồi. Là tại vì sao? Là tại vì ví dụ các bạn khắc khổ như thế này nên các bạn có thể khắc khổ vô khắc khổ rất là ra nó ngồi nó nằm quỳ đen gì trước thì no sau thì no các bạn có thể làm một cái CT mình nhìn nó 8 lần này trước thì no sau thì no làm cái CT ngồi thì nằm các bạn biết các lời những CT gì nó cũng nằm ngồi khổ lắm
nên là rõ ràng là tâm trạng nó có những cái công việc quan trọng chứ không phải là như vậy thì mình sẽ nhìn cái hình giải phẫu này sẽ không ngại để học lại và mình sẽ biết là ở mắt của mình hôm nay mình đi tập trung cái tầm nhìn của mắt dưới và còn một phần cái quản khôi. Nhưng mà nói gì thì nói thì muốn hơn muốn khám một cách chính xác là nhiều cái khám ở mắt nó trong toàn bộ cơ thể bệnh nhân như là khám đường hô hấp trên, mình có thể thấy đường hô hấp dưới mình bao giờ tắt khỏi ra cái chung nó. Như vậy thì cái dạng bài của mình hôm nay chính thức nó là Tiếng là tiếng trung ương, tức là tiếng da, tiếng sàn, tiếng hoàng kim,
Nếu mà các bạn học thi chuyên khoa nhi, các bạn học chuyên về nhi, kiểu tim nhi hay là chuyên khoa hai thì phạm nhi, thì các bạn sẽ học về tiếng phổ truyền và tiếng phổ truyền đạo luồng. Lúc đó thì ví dụ thay có tiếng chữ chân, thay có nhiều chuyện giống như chữ chân của các bạn. Cho nên mới nói chuyện giống, chuyện giống là gì? Nếu mà bây giờ mình các cái tay làm thì mình dễ đó qua từng cái khe, mình bảo là thay có chuyện giống. Nếu mà cái khe biến mất do cái góc này nó trở lên lớn 180 độ thì mình sẽ thấy là nó còn trong những tiêu chuẩn cái quy định đó. Nên tiêu chuẩn thứ hai là bạn lấy cái đường kính này, cái đường kính này các bạn chia cho nhau bình thường ở cái vị trí cái ngoài này thì nó nhỏ hơn và như vậy thì có chỉ là nhỏ còn trong điều giống thì nó cao hơn so với là cái vị trí cái thì đó thì chúng ta sẽ bé hơn lớn hơn nên tổng quát xong rồi nên cái tư thế bệnh nhân nên tác này tác các từ và tác nó đã ra ngồi như người về trước chống tay sau vai một cổ sau trước hông người lại người nào mà nghe người lên sau cổ nhíu vô rất là khó thở vào cho hẹn thở khí đạo ngoài của mình khó thở ra thì bình thường là hẹn đạo trong lòng mình vậy thì trong thời khắc tâm bác mình chắc nghe hơi là mình hiểu nghe thì ở trong cái chương trình ARI tiếng khoảng năm tám mấy mình đã viết cho bà mẹ như dạy con đó là có thể nói là có kỳ cái Strider tức là tiếng thở rất thật hoàng thì tuy nhiên là tiếng họ kèm khó để đầu lúc người ta từng đứng dạy cho bà mẹ một chuyên và sau đó thì tuy nhiên cái dự án nó bỏ thì đã không khó không đâu phải gì hết đó là nhưng mà ý là có thể sau việc đường quý vị cũng có việc đường các quý vị lưu ý cái điều nhất là nó nghe ở khi nào đi chơi tham gia nếu mà hai thì nếu mà viên tiên nó một tiền nữa là Strider Mototo thì Polito nó một up một đầu nó là Strider nó hai thì nó nhiều up đó là viên tiên đó là hai cái điểm chính nếu mà mình tốt cho nó nghe lên nghe Strider thì ở hai cổ nghe viên tiên thì nó ở phòng viên của lòng mình các vị đi lâm sàng anh hay hỏi bác ho ho cái đạo nó hỏi nó thừa đi cần đứng bên cạnh báo bác ho nghe cái tiếng nghe thì đó nó lọc cọc tiếng đàn nhớ người khẳng định có đàn nên là bắt buộc phải thì nó phải học rồi đến cá học nghe buổi cá thừa khai cho mình là ông có cúng cúng thì người ta biết rõ là ông có dối cũng như là các bạn bây giờ câu thì tôi là nghĩ chỉ cần nghĩ tí gửi các chị biết rồi để đặt cái tự do đặt đường trong lao hoặc là những cái đặt riêng số khác bao gồm một thư số cho thuốc còn bây giờ tôi là làm những cái quy trình đi bộ sư phụ kháng thể cái hồng bao gồm răng mình có thể gợi ý cùng với phổi là chỉ cần nghĩ tí là đánh giá khó thở của người dân thường thì những cái cơ khó phụ sẽ khó kéo và dưới cái tác động của áp lực thay đổi áp lực chưa là áp những cái hầm sẽ bị kéo tập nhiều thì qua đó mình thấy được là mình nên có khó thở thực sự nên là nếu mà mình nên khai và có những cái dấu hiệu này thì mình tin vào để nắm bắt được quyền đối với những hội chứng có cao nghe thì nếu mà mình nên đội mũ mình sẽ cắt lên bỏ mũ ra để một bên mồ hôi nước một bên không mình có thể nói chết về ông thôi không chỉ nó bị u phổi chúng ta bị chưa thắt phổi em thế nên là thì đó cái điểm này nó khẳng định một cái điều mà mình
ta hiểu là trong khi qua thì thường người ta hay nói chúng ta phải tiếp cận số đông, thì một đoán ra là 80% là chiều em, ví dụ 20% chiều đê, thì thường mà mình bắt đầu mình bị em được rồi, thì tiếp cận số đông mình tiếp cận một phần nhớ. Câu hỏi là bên đục hơn là bên bình hay bên ít đục hơn là bên bình?
thì có hai cách để biết. Một là mình khám căn lừa đầu, mình bảo bên đục hơn đó là bình thường, một bên ít đục hơn là ý là đang đó là không bình thường. Thế là phải khám đâu đúng không? Đâu dễ mà mình tới ra đường các bạn gì đó mình tới thì khám bắt đầu mình biết được. Cái cách mà tốt hơn là mình coi cái bên nào giảm đi đầu, bên nào giảm đi đầu bên đó là bình thường. Bên này giảm đi đầu mình rõ được hơn và cái bên này rất là có đủ cái này đó là một cách. Nãy có nói các bạn chưa đi đọc một vùng khu trú tự động bình thường. Bây giờ giống khu vơ là một cái gọi là tự động bình thường. Trong y khoa cũng là trong hô hấp có mấy cái điểm bình thường. Parasitica khu. Thế thì khu vơ là tự động là một cái bình thường. Mình đang chơi đê. Thường mình đang chơi đê ní. Chủ yếu là mình kéo lên được bên không. Rồi sau này cái cơ hành hay gì nó xảy ra rất là khá chỉ là một đại tưởng tượng là nó phải nở ra nín nở lại cái này nở ra đúng kiếm là dựa ở đây mà mình quá cái đầu ở dưới mình khám như này nín trong cái tư duy trong dễ tạo tổn mà khó nó như thế vậy đó là cái điểm quan trọng mà hồi xưa giờ ít có nói tới là người hô hấp. Cái này mình cứ nghĩ là người hô hấp thì chết, có những người hô hấp mà nãy chưa chết, chết chết thì họ đường hô hấp tuần hoàn hoặc là những thở thì mũ. Nhận biết thì khá dễ, từ nó bạn này mình cũng chậm, nhiều chưa lớn thì đủ là cũng chậm cái gì. Ban ngày cũng gần, ban đêm thì cái to. Mình nghe nó thấy ò mình có thấy đèn rồi nhiều bài cái buồn chán mình tiếp tục có thể mình nghe nó thấy giống như nhạc chưa chưa ò cái chim cái đối tượng đó là cái cổ cái lúc nó chim á nghe rất là 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 nghe rất cái đó mình có thể ngủ là đa khiếu hô hấp và đa khiếu hô hấp từ khoảng 50 năm nay thì cái khoa học về giấc ngủ nó càng tiến bộ và những phát triển hô hấp thì trách nhiệm hơn chăm sóc thì sẽ nên sản xuất ngủ mà chưa giờ thì đi qua thì chăm sóc thì trên 8-16 tiếng một ngày thôi mà chưa giờ mình đã chăm sóc 8-15 tiếng nữa. Thôi như vậy là mình mô tả tất cả các điểm bao gồm là cái cửa là có kho kéo ở cơ thì đã ra những cái điểm tiếp vào thì nằm dài hơn thì các bộ ông xin lý là điều có thảo hay là gì thảo thì nói là thì đã ra là đủ rằng là tuy nhiên là mình đã ra cái dài thì tiếp vào sẽ số khoảng 1.4 lần để cái độ dài thời gian thế như vậy mà khi mà mình nói mình đang khó thở vàng mình sẽ trông đợi là chỉ vào bằng và lớn hơn ra. Còn nếu mà mình đem khó thở ra mình trông đợi là thì nó đang kéo dài một lúc ba lúc bốn lần một lúc nào lúc hai lúc ba lúc bốn lần tức là lúc một lúc bốn lần vui lên. Đây là những cái biểu hình về cái đoạn thở, cái này là lượng thở hoàn toàn, cái này là nhịp thở thái ớt, tức là trên thở rồi chậm rãi thở lại. Các đó là đều có định lúc trước đường báo trước mình đang ở đúng chỗ mình không biết tổn thương thành não. Đây là nhịp thở đem sóc mình nên hỏi đúng số lại nhịp thở duy trì nhịp lương nên cho một cái báo về não là cái chỉ ra thiếu thiếu oxy thở dài thở lại
Bình thường cái lòng bụng mình nó đẹp. Bây giờ nó bù lại.